hậu Shin Mae-sung, những chàng phù thủy này đã biến hóa thế nào? Shin Mae-sung, bài hát hay nhất là một trong những chương trình tìm kiếm tài năng sáng tác âm nhạc được đông đảo khán giả quan tâm bậc nhất. Chương trình không chỉ đem đến những sản phẩm đầy mới lạ dành cho thị trường âm nhạc Việt, mà đây còn là nơi để người đứng sau những bản hit được thể hiện và tự cất lên lời ca tiếng hát, tâm tư của mình. Vậy, bạn có tò mò hậu Shin Mae-sung, những chàng phù thủy này đã biến hóa như thế nào? Bùi Công Nam. Tại Shin Mae-sung mùa đầu tiên, Bùi Công Nam xuất sắc khi chạm tới ngôi vị Á quân. Cái tên Bùi Công Nam cũng được ghi dấu ấn sâu sắc tới khán giả khi gây bão với ca khúc Chí Phèo. Trưởng thành từ chương trình, nam tác giả trẻ quyết định mài giũa bản thân chứ không vội vàng tham gia ngay vào showbiz. Đầu quân vào công ty của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng là một bước ngoặt lớn của anh. Sau một năm bước ra từ cuộc thi, Bùi Công Nam chính thức phát hành MV Tự Giác Đi với phần sáng tác và thể hiện của chính anh. Bên cạnh đó, những sản phẩm của các nghệ sĩ V-pop cũng được nhào nặn bởi bàn tay của Bùi Công Nam. Có thể kể đến như Có Ai Thương Em Như Anh của Tóc Tiên hay Vì Đời Là Thế của Mai Tiến Dũng. Đào Bá Lộc. Dù phải dừng bước tại tập 6 Shin Mae-sung 2016, thế nhưng những sáng tác tới từ Đào Bá Lộc cũng ít nhiều gây được sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đó, phần biểu diễn tự tin, giọng ca đầy tình cảm da diết hay phong cách thời trang lôi cuốn cũng khiến Đào Bá Lộc trở thành một trong những thí sinh nổi bật. Ngay khi rời khỏi cuộc thi, Đào Bá Lộc đã có ngay cho mình sản phẩm mà anh sáng tác vỏn vẹn trong 24 giờ đồng hồ, mang tên Fairy Tale. Cùng với đó, hai phần của ca khúc Thanh Xuân được nam ca sĩ cho ra lò cũng là dự án nhận được nhiều sự ủng hộ lớn từ khán giả. Đoàn Thế Lân gây sốt với ca khúc Và Tôi Đi. Cậu bé 16 tuổi Đoàn Thế Lân đã nhanh chóng nhận được cả 4 sự lựa chọn của các vị huấn luyện viên. Dù cũng là gương mặt phải dừng chân sớm tại cuộc thi, thế nhưng với những gì anh chàng hot boy trẻ tuổi tài năng này đem tới chương trình là vô cùng ấn tượng. Shin Mae-sung cũng là một bàn đạp vững chắc để Đoàn Thế Lân ghi tên mình vào đội hình chính thức của nhóm nhạc Monster thuộc công ty quản lý FT319 với nghệ danh Brady. Có lẽ đây chính là trường hợp như cá gặp nước khi Thế Lân được thỏa sức vẫy vùng, sáng tạo trong không gian âm nhạc của mình. Một loạt những sản phẩm mới được phát hành tới từ Monster đều được chấp bút của Đoàn Thế Lân. Tuổi trẻ tài cao, thật xứng đáng để dành cho anh chàng này. Phan Mạnh Quỳnh. Trước khi ghi tên mình tại Shin Mae-sung, Phan Mạnh Quỳnh được khán giả biết tới với cái mác nhạc sĩ thị trường. Tên tuổi của anh gắn liền với bản hit Vợ Người Ta. Và khi nhắc đến Phan Mạnh Quỳnh, khán giả vẫn luôn chỉ nhớ tới ca khúc này. Trở lại với Shin Mae-sung, nam nhạc sĩ đã từng thẳng thắn chia sẻ chương trình chính là sự cứu cánh cho việc định hình lại hình ảnh của anh trong tâm trí khán giả. Chính bởi thực lực và tài năng vốn có, những sáng tác của anh luôn được các nghệ sĩ V-pop tìm tới đặt hàng. Có thể nói tới một số ca khúc như Buông Tay Lặng Im của Ưng Hoàng Phúc, Người Yêu Cũ của Khởi My, hay đặc biệt nhất chính là ca khúc Chuyện Buồn nằm trong album Vol 9 của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Andy Nam Trương xuất hiện tại Shin Mae-sung cùng ca khúc Là Anh Đó. Andy Nam Trương nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả săn lùng. Tài năng của Nam Trương được nhiều người biết tới với việc sáng tác sản phẩm Tôi Vẫn Hát của Chi Pu, đạt thành tích xuất sắc với ngôi vị Á quân. Tên tuổi của nam nhạc sĩ như thêm một bước tiến mới trong sự nghiệp sáng tác. Bước ra khỏi chương trình, Nam Trương lại một lần nữa là cái tên được Chi Pu gửi gắm và tin tưởng vào tài năng của anh khi cho ra mắt sản phẩm Đóa Hoa Hồng. Gin Tuấn Kiệt lựa chọn Shin Mae-sung là nơi để thể hiện tài năng sáng tác của mình. Gin Tuấn Kiệt thời gian đầu khiến khán giả đặt ra nghi vấn liệu anh có làm nên chuyện tại chương trình này hay chỉ là hot boy đi hát. Với sự giúp sức của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, Gin Tuấn Kiệt ngày càng thể hiện được khả năng tới công chúng và chứng minh thực lực của mình chứ không vì nhờ cái mác điển trai vốn có. Cho đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Sản phẩm Yêu Anh Sẽ Tốt Mà được ủng hộ tại Shin Mae-sung đã được Gin Tuấn Kiệt thực hiện thành MV với phong cách bad boy, đánh dấu sự lột xác hình ảnh hoàn toàn mới của anh.